truy tìm nữ sinh đại học Văn Hiến mất tích bí ẩn sau khi có hành động lạ. Ngày 14 tháng 12, Công an phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo tìm Võ Thị Thu Trang, 19 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú trên địa bàn, là nữ sinh viên của trường đại học Văn Hiến. Theo đó, Trang đã biến mất kỳ lạ hơn một tháng, từ ngày 8 tháng 11, và từ đó đến nay gia đình tìm kiếm trong vô vọng. Trước đó, ngày 8 tháng 11, ông Võ Ngọc Dưỡng, 45 tuổi, đến Công an phường 4, quận Tân Bình trình báo về việc con gái của ông là Võ Ngọc Thu Trang đã mất tích, đi đâu không rõ. Theo mô tả, Trang cao khoảng 1m52, nặng 70kg, dáng người mập, nước da ngăm đen, tóc dài, đeo kính cận và khi đi mặc quần jean dài, áo khoác màu đen xám. Ông Dưỡng cho biết vợ chồng ông có 3 người con và Trang là con giữa. Trước khi biến mất, Trang ở trọ một mình tại địa bàn phường 4, quận Tân Bình và đang theo học năm 2 trường đại học Văn Hiến. Theo ông Dưỡng, đầu tháng 11 vì liên lạc với con gái nhiều ngày không được nên ông lên thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Đến nơi trọ thì thấy cửa khóa, ông Dưỡng liên tục nhờ chủ trọ đến mở khóa vào bên trong kiểm tra thì thấy đồ đạc cá nhân của Trang vẫn còn nhưng không rõ con đã đi đâu làm gì. Tìm con ở nhiều nơi không được, ông Dưỡng đã trình báo công an địa phương. Ngoài ra, người cha tội nghiệp còn cho biết thêm con gái của ông ngoan hiền chăm học, không có biểu hiện gì bất thường. Trang ở trọ một mình và hàng ngày di chuyển đi học bằng xe ôm công nghệ. Quá trình tìm kiếm, ông Dưỡng có liên hệ với trường đại học Văn Hiến thì được một giảng viên cho biết trong buổi học chiều ngày 8 tháng 11, nữ sinh Võ Thị Thu Trang có tham gia điểm danh tiết học. Nhưng đến 13h38 phút cùng ngày, tài khoản mạng xã hội Zalo của Trang đã thoát các nhóm học tập và hủy kết bạn với các bạn học chung. Đáng nói, trong quá trình ông Dưỡng tìm con đã có một số kẻ xấu liên lạc qua điện thoại, đưa ra các thông tin giả và yêu cầu ông chuyển tiền. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.